có gì mà không thích một chiếc Ferrari động cơ đặt giữa với V12 hút khí tự nhiên 828 mã lực. Đó là một chiếc xe coupe động cơ V12 động cơ phía trước cổ điển mà Ferrari chế tạo từ năm 1968 đến năm 1973, phải không? Và chiếc Ferrari Daytona SP3 năm 2023. Chiếc xe thứ 3 trong dòng Icona phiên bản giới hạn của Ferrari Daytona SP3 được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 828 mã lực gắn phía sau người lái. Đã được thiết kế để gợi lên tinh thần của các tay đua nguyên mẫu thể thao của Ferrari từ những năm 60 và 70, Daytona SP3 dựa trên nền tảng của siêu xe LaFerrari Aperta và được trang bị động cơ từ 812. Competizione. Chỉ có 599 chiếc sẽ được sản xuất, và trong khi giá bán tại Mỹ vẫn chưa được xác nhận, nó có giá tương đương 2,3 triệu đô la Mỹ ở Ý. Nhưng càng nhìn kỹ, chiếc Ferrari này càng hiện đại hơn. Thân xe không được tạo hình chỉ để trông đẹp mắt, nó kết hợp khí động học tinh vi, bao gồm các thao tác phút nhẹ ở các góc phía trước để tăng lực xuống. Bề mặt tuyệt đối trên chắn bùn trước và cửa giúp kiểm soát luồng không khí dọc theo bên xe và ống khói mang không khí từ dưới gầm xe và hướng nó qua các cửa sau và trên bề mặt trên cùng của nắp động cơ và hướng tới cánh gió phía sau tinh tế. Giám đốc công nghệ Michael Leiter của Ferrari cho biết Daytona SP3 chỉ tạo ra hơn 500 pao lực xuống ở tốc độ 125 dặm một giờ mà không cần bất kỳ thiết bị khí động học nào. Giám đốc thiết kế của Ferrari Flavio Manzoni, góc nhìn yêu thích của chiếc Daytona SP3 thắt lưng buộc bụng là từ phía sau, nơi có một chồng các thanh màu thân xe quấn quanh lưng để ngụy trang một cách nghệ thuật lỗ thông hơi cần thiết để đối phó với tải nhiệt từ động cơ V6,5 lít mạnh mẽ -12. Động cơ sửa đổi có tên mã F140SC và tạo ra công suất 828 mã lực tại vòng tua máy 9.250 vòng 1 phút và mô men xoắn tại vòng tua 7.250 vòng 1 phút. Đây là loại động cơ đốt trong mạnh nhất từng được Ferrari chế tạo. Nó sẽ quay tới 9.500 vòng 1 phút nhờ các thanh kết nối bằng titan mới, nhẹ hơn 40% so với các vật dụng bằng thép tương đương. Các piston mới, trục khuỷu nhẹ hơn và cân bằng lại, và bộ theo cam trượt, một công nghệ ma sát thấp, khối lượng thấp vay mượn từ F1 của Ferrari động cơ. Dẫn động bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp tương tự như của LaFerrari Daytona, 3.500 pao sẽ tăng tốc từ 0 đến 62 dặm một giờ trong 2,85 giây và đạt 124 dặm một giờ trong 7,4 giây. Tốc độ tối đa là hơn 211 dặm một giờ. Cách bố trí và hình học hệ thống treo cũng giống như của LaFerrari, cũng như hệ thống phanh 15,7 inch phía trước và 15,0 inch phía sau khổng lồ. Và giống như LaFerrari, Daytona SP3 sử dụng bánh xe 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, mặc dù thiết kế 5 chấu của chúng đã được tối ưu hóa để giúp hút không khí từ các giếng bánh xe. Lốp xe có kích thước Pirelli P0 Corsas 265/30 ở phía trước và 345/30 ở phía sau, được phát triển đặc biệt cho xe và được thiết kế để tối đa hóa sự ổn định trong điều kiện độ bám đường thấp. Khoang lái của Daytona SP3 rất vừa vặn, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng luồn lách qua các cánh cửa với mui xe bằng sợi carbon tại chỗ. Một tấm vải bọc trong thùng rác nhỏ cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp nếu bạn gặp phải trận mưa như chút nước mà không có mái che bằng carbon. Ghế được cố định. Hình dạng cơ bản của chúng được tích hợp vào bồn tắm trung tâm composite và được phủ bằng bọt. Tạo cảm giác thoải mái khi ngồi sau tay lái, có nghĩa là điều chỉnh tầm với và độ cao của vô lăng và di chuyển hộp bàn đạp có thể điều chỉnh. Điều này đã giúp giảm trọng lượng và giữ cho chiều cao tổng thể của xe chỉ ở mức 45 inch, điều này cũng giúp giảm lực cản. Vô lăng của Daytona SP3 có cùng giao diện người máy HMI đã thấy trên SF90 Stradale, Ferrari Roma, SF90 Spider và 296 GTB, tiếp
tục triết lý cầm tay lái, mắt nhìn đường của Ferrari. Điều khiển cảm ứng cho phép người lái vận hành 80% các chức năng của Daytona SP3 mà không cần di chuyển tay. Bảng điều khiển là màn hình kỹ thuật số cong 16,0 inch. Daytona SP3 đã được tương đồng cho tất cả các thị trường trên toàn thế giới. Nhưng ngay cả khi bạn có đủ khả năng mua một chiếc Daytona SP3, bạn cũng không thể có một chiếc. Ferrari cho biết tất cả 599 chiếc đều đã được bán hết. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.